Và tiếp tục nha, tiếp tục video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mình upload cái website lên trên internet trả thiệt luôn. Thì để mình upload được website internet đầu tiên á, là mình phải đăng ký được cái tên miền và hosting. Như video trước tôi nói rồi, sau khi đăng ký tên miền hosting á, thì mình phải tỏ cái tên miền về hosting. Sau khi tỏ tên miền hosting xong rồi, mình phải đăng ký tiếp cái URL miễn phí trên cái hosting có sẵn, hoặc mình có thể đi mua cái URL về mình cài vô. Nếu mua URL thì liên hệ bên chỗ hosting họ bán rồi họ cài luôn cho mình, mình không cần làm gì hết. Rồi bước tiếp theo nữa là mình làm nữa là mình phải backup cái sổ website và download về nha, cái sổ website backup về đây. Ví dụ đây tôi backup sổ website, tôi backup về đây. Backup đây. Đó, tôi backup được cái file sổ website đây. Thì cái file backup của mình là duplicator, thì có gồm hai file, internal và file zip. Cái file zip này là khi mình download về là phải lưu đúng cái tên ban đầu nó tên nó có cái mã gì đây nè, cái tên nó gì đó có cái mã ABC đó, thì cái tên đó phải đúng như vậy, không được sửa cái tên này, để nguyên vậy nghe. Chuẩn bị đủ, sau khi chuẩn bị đủ rồi thì mình mới tiến hành mình upload lên. Đó. Thì rồi mình mới đăng nhập vô được cái hóa tên của mình. Đây tôi đăng nhập được cái hóa tên, còn cái phần tên miền tới đây là xong rồi, nên tôi tạm thời tôi đóng luôn. Đăng nhập hóa tên của mình, phải đăng nhập bằng cái IP 2.444 hoặc là tên miền 2.444 cũng được. Đó, cái nào cũng được. Rồi bây giờ tôi sẽ vô cái phần file ở đây. Đó, vô đây. Và sau đó tôi vô cái trường hợp public HTML. Và tôi dẫn vô luôn cái chỗ upload ở đây. Thì ở trong đây có rất là nhiều cái ở đây, thì mình tạm thời mình xóa bớt một cái, mình xóa. Mình xóa, để xóa hết vô đây cũng được, tại vì cái này là cái web mặc định của demo của hosting thôi, thì mình xóa hết vô đây cũng được, hoặc là mình xóa cái index.html không cũng được nè, xóa bỏ cái này cũng được, hoặc là xóa hết cũng được. Đây tôi giải pháp, tôi xóa hết đi. Delete. Đó. Đó. Khi xóa thì mình nhớ mình bấm vô xóa, thì mình để ý nhìn qua đây, chỗ này phải bút tích HTML không? Phải vô đúng là cái tên miền của mình bút tích HTML không? Cái này nhìn vô, đúng đúng tên miền của tôi xịt bút tích HTML và tôi mới xóa. Chứ không phải vô bấm bừa xóa cái này, xóa hư luôn cái host của mình. Xóa hư thì mình phải liên hệ với nhà cung cấp để họ tạo lại cho mình cái khác nha. Khi mình xóa mình coi trên đường dẫn đó nè. Đúng tên miền của mình chấm gì đó xịt bút tích HTML hay không? Đúng. Mình chọn hết nè, select nè, select on bấm đây nè, select on nè, delete nè. OK là nó chọn hết cho mình, xóa sạch. Sau khi xóa rồi mình muốn upload cái sổ website lên, dưới đây có nút vào upload file to current directory, open đó, chọn file, open hai file đúng không? File thứ nhất là phần nhất là file index internal.php backup. File thứ hai chính là file zip. Hai file. Sau đó upload file. Chọn xíu upload lên. Mình nhìn ở trên ở dưới góc cái này nè, có cái tiến trình upload đó, mình thấy không? Ở dưới góc góc trái của mình á, nó có chữ updating bao nhiêu phần trăm, mình thấy nó đang update lên. Mình chờ nó xíu. Rồi sau khi nó update lo xong rồi báo update thành công rồi, mình update here để go back nè. Go back lại rồi mình sẽ thấy được cái update đây. Rồi update suột xong. Sau khi update suột xong rồi tiếp theo mình sẽ tạo cho mình database. Cũng giống như mình cài vào REST ở dưới localhost, mình phải chuẩn bị cho mình database đúng không? Database thì mình vô cái home này nè. Rồi sau đó mình vô MySQL management nè, mình tạo new database nha. Mình tạo một cái database như đây là mình đặt tên là name, mình đặt tên là data đi. Username mình đặt tên là user. Đó, rồi, ví dụ vậy đi. Rồi random, mật khẩu random create. Random thì tạo mình mật khẩu đây, thông tin thì mình copy lại là mình nhớ, copy lại mình nhớ để hồi mình cài ha. Mình mở notepad ở đây, mình copy ở đây đi để hồi mình quên. Đó, được chưa? Đó, mình tạo database xong. Sau khi tạo database xong rồi và upload sụt lên xong luôn. Đây upload sụt lên xong, hai cái đó là hai cái điều kiện
cần để mình trước khi mình tiến hành cài đặt. Đó, thì mình sẽ mở tab mới, sau đó mình chạy đường dẫn là tên miền của mình ha. Nhớ chạy là https://, tại vì cái của mình là có HTML, còn nếu như mình không có HTML, không có làm HTML được á, thì chỗ này mình chạy HTTP thôi. Giả sử cái bài mà HTTPS mình không làm được, bài đó làm được, không có HTTPS thì bỏ qua. Bỏ qua thì chỗ này mình sẽ chạy là HTTP, không có S. Nha, còn nếu như mình làm được cái chỗ thành công rồi, có ổ khóa rồi, thì mình chạy chỗ này là HTTP, intoner.php. Cái này là cái gì? Intoner chính là cái file này up lên nè. Cái file này đang up lên đây, đang chạy file này. Cái file này nó up lên đúng public HTML, đúng chỗ public HTML thì mình chạy lên mới có nó nghe. Kiểm tra chỗ này có đúng cái tên Intoner, nhìn lúc cái tên này mình đổi lên tên khác chạy nó không có, hiểu không? Đó. Rồi vào đây. Đúng chưa? Đúng rồi, mình enter. Enter nó mới ra là duplicator ở đây. Đó. Thì những cái thông số mà pass qua hết rồi thì mình mới là đồng ý nè. Net. Net rồi tới đây á là mình host là local host. Database là cái gì? Là cái nãy mình mới lưu trữ xong á. Cái nãy mình đã làm xong nè. Database là cái gì? Data. Database là data. Và cái này là user. Và cái này là bắt mật khẩu đây. Khai báo hàng giống như lúc mình cài một REST ở trên localhost cũng cần khai báo thông số này. Nhưng mà trên hosting đó là nó ra thông số cụ thể cho mình luôn. Còn cái tên còn ở trên SAM thì luôn luôn root mật khẩu trống, đúng không? Rồi sau đó tiếp tục là test database và net. Ok. Rồi, cái chỗ này, cái chỗ relay này mình muốn thay thế gì mình làm, còn không cái chỗ option này. Cái chỗ option này nếu như cái suộc này mình mượn của bạn mình, hoặc cái suộc này không phải của mình làm, mình muốn thay đổi mật khẩu để hồi mình đăng nhập vô, thì mình chỗ này mình phải là new admin account, mình đặt username là tên của mình, password của mình luôn. Đó, chỗ này nè, cái chỗ new à. Đó. Cho nên ý nghĩa nó là thế. Còn dù cái suộc này của mình làm với localhost, chính mình làm, mình nhớ cái thông tin đăng nhập rồi, thì chỗ này mình không còn. Nhớ là mình giờ mình nói là tôi nhớ luôn cái thông tin đăng nhập vô hoặc là quản trị rồi, nên là chỗ này tôi không tạo mới. Còn cái chỗ này rồi tôi quên thông tin đăng nhập rồi, cái suộc này nó lâu quá rồi, tôi quên, tôi không nhớ. Chỗ này tôi phải đăng tạo lại cái tên khác, tạo lại cái tên nào mà mình nhớ là nó không trùng với cái tên có sẵn ở trong rỗng nha, ở trong cái suộc cũ của mình nha, cái suộc mình đang up lên không trùng nha. Mình đặt một tên nào đó đi, chút xíu vô mình xóa cũng được, chứ mình xóa tên đó cũng được. Rồi đó, rồi tiếp tục net. Rồi sau đó sign login đó, mình mới login đây, mình đã login cái tên hồi nãy mình ở dưới, ở dưới localhost ở dưới xa mình á. Tên gì mình login như vậy. Còn dù mình không nhớ thì bước nãy mình có làm. Cái chỗ này không bắt lại đi. Lỡ quên rồi bắt lại đặng tạo rồi không được, không bắt được. Đã đi qua rồi chỗ đứt cái tên này nè. Chỗ này không bắt lại được, bắt lại không có được. Chỗ này tới đây là không có quay lại được. Chỉ có làm lại thôi. Chứ không bắt lại được nè. Đó. Đó là xong. Xong cài, mình review website mình lên. Rồi cũng y như. Ở dưới localhost là sao lên đây y vậy luôn, hình ảnh các kiểu y vậy luôn. Đó, tên đây, lên đây mình tiếp tục mình đăng nhập vô đây, mình làm tiếp bên đây cũng được, đăng bài, post bài, cài login gì đó mà làm tiếp như dưới đâu còn hết thôi. Được chưa? Nhưng cái này là Google đã nhận diện rồi. Nhận diện rồi á, lên đây là Google nhận diện rồi á. Đúng không? Rồi, kết thúc cái video upload website lên hosting đây.